với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức để dành tặng cho tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại viện. Và lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin được thay mặt ban tổ chức xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, quý bệnh nhân lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, mỗi cá nhân, mỗi đơn vị, mỗi tổ chức trong cộng đồng luôn hướng đến những việc làm thiện nguyện, chia sẻ, hỗ trợ với các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đó là những tấm lòng vàng được Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương luôn trân trọng và vui mừng chào đón. Hôm nay, với tinh thần yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ cùng người bệnh trong quá trình điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, các cán bộ, nhân viên của Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam đã dành thời gian quý báu, tấm lòng vàng san sẻ đến với người bệnh. Tham dự chương trình ý nghĩa này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Viện trưởng Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam. Cùng các cán bộ nhân viên của viện đã về tham dự đông đủ, xin toàn thể hội nghị một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng các cán bộ nhân viên của Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam. Về phía Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Hồng Phương, đảng ủy viên, trưởng phòng tổ chức cán bộ, phụ trách phòng công tác xã hội tại Viện Ban Lãnh đạo Viện về tham dự cùng chúng ta. Và đặc biệt, chúng tôi trân trọng giới thiệu có sự tham dự của hơn 300 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Xin toàn thể nhiệt liệt chào mừng ạ. Sau đây, để bắt đầu bước vào chương trình, chúng tôi xin được thông qua chương trình tấm lòng vàng thiện nguyện ngày hôm nay. Phần 1 là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Tiếp theo đó là phát biểu của đại diện lãnh đạo Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam. Sau phần phát biểu của đại diện ban lãnh đạo Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam là chương trình giao lưu văn nghệ vô cùng đặc sắc do các anh các chị của viện đã chuẩn bị. Tiếp đó là chúng ta sẽ bước vào một cái phần rất ý nghĩa, đó là diễn thuyết về phương pháp luyện tập khí công năng lượng nâng cao sức khỏe đẩy lùi bệnh tật do tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Viện trưởng Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam thực hiện. Và chúng ta tiếp tục một vài tiết mục nữa văn nghệ. Sau đó thì Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam sẽ trao tặng vào ngân hàng suất ăn dinh dưỡng từ thiện của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương một món quà rất ý nghĩa. Phần tiếp theo là phát biểu cảm ơn của lãnh đạo Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Và cuối cùng đó là phần chụp ảnh lưu niệm và kết thúc chương trình. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Viện trưởng Viện Huyết học, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Viện trưởng Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam sẽ có đôi lời phát biểu với toàn thể hội nghị. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ ạ. Chưa biết mặt các quý vị, xin chào một lần. Hôm nay thay mặt cho Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam, thay mặt cho các thành viên của ban lãnh đạo viện cùng các thành viên của câu lạc bộ Năng lượng Sinh học Việt Nam, tôi xin được gửi đến tất cả các bệnh nhân, những người đang chữa trị tại bệnh viện Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Một lời chúc tốt đẹp nhất và chúc cho tất cả các quý vị cùng tất cả các cháu thân yêu có một buổi tối thật vui cùng với Viện Năng lượng Sinh học Việt Nam chúng tôi, được không ạ? Và hôm nay viện chúng tôi thì có làm một cái tấm thiện nguyện đến cho tới tất cả các quý vị và những người đang mắc phải những cái chứng bệnh hiểm nghèo. Và chúng tôi cũng hoàn toàn là những người mà tri ân đối với tất cả các quý vị. Những cái người mà có thể là do chiến tranh, có thể là đã công tác ở những cái nơi mà đất nước đã phải đứng lên đầu sóng ngọn gió. Và có thể là những đứa bé, những cháu bé là những người mà chịu ảnh hưởng của rất nhiều căn bệnh do bố mẹ các cháu đã phải hy sinh cả cuộc đời để cống hiến cho đất nước chúng ta. Cho nên là tôi xin được chuyển lời hôm nay viện chúng tôi xin được tặng một cái món quà nho nhỏ là
chúng tôi cũng không biết là tặng các quý vị cái gì bây giờ nữa, mà chúng tôi xin được tặng các quý vị thứ nhất là những lời ca tương hát, những lời gửi gắm nhắn nhủ yêu thương và những lời chia sẻ đặc biệt nhất đến các bệnh nhân của chúng ta. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có một cái tấm thiện nguyện nho nhỏ đối với tất cả chúng ta ở đây, tất cả những bệnh nhân đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn. Đó là chúng tôi xin được tặng nhân ngày hôm nay lần đầu tiên là được tặng là 1.000 suất ăn đến các quý vị. Các vị có được nhất trí không ạ? Vâng, và cái suất ăn này thì chúng tôi xin được nhờ đến tất cả các bác sĩ, các y tá của bệnh viện sẽ trao đến cho các quý vị. Và hôm nay là Viện Năng lực Sinh học Việt Nam chúng tôi là những cái nơi mà hướng dẫn để các quý vị có thể bảo vệ chính bản thân mình bằng cách là luyện tập và đẩy lùi cái bệnh tật. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải kết hợp với các phương pháp, các phác đồ điều trị của các bác sĩ tại Bệnh viện Huyết học Trung ương hoặc là các bác sĩ khác. Nhưng mà riêng ở bệnh viện này thì tôi xin được nói rằng là chúng ta nó có hai cách để bảo vệ cơ thể. Một là dùng thuốc, nhưng cách tiếp tục là gì? Là chúng ta phải luyện tập. Để gì? Để chúng ta phải vận động cái năng lượng của trong cơ thể chúng ta. Chúng ta phải cân bằng năng lượng âm dương thì chúng ta mới sẽ hết bệnh được. Cho nên là tôi xin được lời đầu tiên là gửi lời chào đến tất cả các bệnh nhân có mặt ngày hôm nay và các bệnh nhân mà bệnh nặng quá không thể tới khám trường này được. Thì xin được sẽ diễn thuyết khoảng 15 phút sau khi cái chương trình ca nhạc tiếp tới đây thì tôi sẽ xin được hướng dẫn. Và nếu chúng ta ai mà tập theo tôi thì chúng ta sẽ cùng đứng lên để tập cái bài rất là đơn giản, nhưng các quý vị có thể là trong vòng một tuần các quý vị sẽ thấy là cái cơ thể của chúng ta sẽ được cải thiện hơn. Lưng xương sống chúng ta hoặc là những cái cổ vai gáy hoặc là đầu chúng ta nó sẽ giảm bớt đau đi hơn rất nhiều. Các vị có đồng ý theo không ạ? Vâng, thì tôi xin được dừng lời lại để cho chương trình tiếp tục, bởi vì là tôi biết là cái chương trình ngày hôm nay là rất là cần phải cái thời gian rất nhanh vì các quý vị sẽ còn phải dùng bữa tối, cho nên là tôi xin phép được dừng lại đây để nhường lại cho ban văn nghệ để tiếp tục tặng đến các quý vị những cái lời ca tiếng hát để chia vui cùng các vị, đúng không ạ? Cảm ơn.